Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Trên màn hình của chúng ta thấy rằng là cái chỉ số sợ hãi và tham lam vào thời hiện tại nó đang ở cái ngưỡng 23 điểm. Rất là sợ hãi. Thì mình cũng nhìn qua thị trường một chút thì mình thấy rằng là rất nhiều các cái đồng token, các cái đồng coin nó cũng đều giảm thôi. Duy chỉ có mỗi cái ông Lunacy này là cái ông Luna Classic này ông bay dã man luôn. Và kể cả cái đồng token Bryce này cũng thế. Tuy nhiên là sếp môn nó đang vẫn thậm chí dậm chân tại chỗ, thậm chí còn thấp hơn cả cái mức mà dậm chân tại chỗ mà thời điểm trước. Thì khi mình nhìn vào biểu đồ giá của nó thì mình thấy rằng là nó đang ở cái ngưỡng thực sự là không biết nên nói là nó ở đáy hay chưa, nhưng bản chất đúng là nó đang nằm ở mức đáy của cái biểu đồ giá rồi. Còn cái việc nó có xuống được nữa hay không thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, niềm tin của holder cũng như là cái người đưa ra dự án nó cũng có những cái thông tin gì mới hay không. Thì nói thẳng ra là về mặt phân tích kỹ thuật ấy, của Semun ấy, thì thực tế là nó chẳng đi theo một cái quy luật nào cả, bởi vì bản chất của dự án nó đi theo hướng nó rất là khác so với các cái đồng tiền khác. Thậm chí mình nhìn rõ ràng là tất cả các cái dự án khác nó đều có dấu hiệu đi xuống, nhưng riêng Lunacy nó có dấu hiệu đi lên. Vậy thì lấy lý do gì để nói rằng phân tích kỹ thuật ở đây là sai? Nếu như mà nói đúng về mặt kỹ thuật, nếu như đồng Bitcoin nó xuống thì các đồng khác nó cũng phải xuống chứ. Thì cho nên là vẫn phải một cái điều quan trọng là cái sự thao túng nó vẫn ảnh hưởng rất lớn trong thị trường tài chính nói chung cũng như là thị trường điện điện tử. Thì bây giờ cái lượng người ta đổ xô vào Luna Classic thì nó lên thôi, cũng giống như bây giờ việc người ta đổ xô vào SafeMoon thì nó cũng lên. Nhưng vấn đề ở chỗ là cái độ hot của SafeMoon nó đang bị vơi dần do các cái dự án của nó đã đưa ra, và rất nhiều dự án nó không không thành công. Tuy nhiên là khi mà Thắng nhìn qua cái dự án của SafeMoon trong cái quý 3 và cuối quý 3 và đầu quý 4 này thì vẫn cho chúng ta một chút hy vọng về cái việc hoàn tất ra mắt cái sàn giao dịch. Thì khi mà nó ra mắt hoàn tất ra giao dịch ấy, thì cái sàn giao dịch nó sẽ tạo ra giá trị khi và chỉ khi mà chúng ta có cái tokenomics. Thì cái tokenomics này thì thực ra nó đã hoạt động ở một số các cái sàn, ví dụ như là ở Manila, nhưng nó chỉ ở dạng local. Và cái điều quan trọng chúng ta cần cái global tokenomics, thì cái đó mới là cái tạo ra cái việc đốt token nhanh hơn. Mặc dù cái phí giao dịch này của nó đã giảm lên trận 90%, nhưng tuy nhiên cái điều đó là nó chỉ ảnh hưởng, nó chỉ tạo ra cái giá giảm cái giá trị giao dịch thôi, cái phí giao dịch thôi, chứ nó không thể nào mà bỏ đi cái 10% thu phí được. Mặc dù bản chất nó là một cái rào cản, tuy nhiên á, nó sẽ vẫn phải duy trì. Thì chỉ đó là cái cách duy nhất để đóng góp vào cái hệ sinh thái cũng như là làm cho cái việc đốt token nó nhanh hơn. Còn cái việc mà triển khai thêm một số dự án từ thiện tại châu Phi ấy, thì cái này thực ra là Thắng nghĩ là nó có lẽ là nó sẽ cần cần chứng minh, bởi vì bản chất là kể cả cái làm Gambia của Phoenix Operation nó cũng chưa hoàn thiện nữa. Thì bây giờ nó có thể là nó sẽ cập nhật thêm những cái thông tin về cái điều đó nên sẽ tốt hơn. Thì đó, thì khi mà ra mắt sàn giao dịch ấy, thì nó sẽ cần phải có hai cái yếu tố, một là Global Tokenomics và hai là có blockchain. Thì có một cái tin rất là vui, đó chính là cái việc là John Kerry cũng nói rằng là cái blockchain nó sẽ không để đẩy lùi sang năm 2023. Thì cái tin này có tin được không thì bây giờ Thắng cũng chỉ nói một cái câu rất là đơn giản thôi, là bây giờ nó CEO nó nói thế rồi thì bây giờ mình chẳng tin thì cũng chẳng hỏi ai được nữa cả ha. Cho nên là chúng ta sẽ thực sự là chúng ta phải tin vào cái điều này để có lý do tin vào cái roadmap của cái SafeMoon vào quý 4 năm 2022. Ít nhất là chúng ta hiện tại đang ở tháng 9 và chúng ta còn 3 tháng nữa để chúng ta nhìn xem là cái sự thay đổi của nó như thế nào ha. Thì ít nhất đến ngày 31 tháng 12 nó đưa ra mắt cái sản phẩm cũng vẫn là trong cái quý 3, ít nhất là như thế. Thì Thắng cũng có làm một số các cái pool ở trên này cũng mang tính chất cho vui thôi. Ví dụ như là SafeMoon có làm quá tham lam khi muốn có nhiều sản phẩm cùng lúc hay không thì cũng rất là tuyệt vời, là chúng ta thấy rằng có 45% lượng người tham gia khảo sát, 38 cái lượng vote đã tin rằng là SafeMoon có mục tiêu rõ ràng và đang kiên nhẫn theo đuổi ha. Còn những cái thông tin khác nữa thì thực tế ra thì ở SafeMoon á chúng ta cũng không có quá nhiều thông tin. Cái quan trọng nhất mà Thắng thấy rằng là một số những cái phản ứng của chúng ta trong cái thời kỳ này về cái việc là mất niềm tin vào SafeMoon thì rõ ràng là chúng ta kỳ vọng quá nhiều. Đã nói rất nhiều trong các cái video trước rồi là cái kỳ vọng của chúng ta đừng nên ở mức quá nhiều, thì cái điều đó sẽ làm chúng ta không thấy thất vọng.
Chứ còn từ trước cái này khi thắng mua xếp bun vào ấy, là chưa bán một xu nào cả, là chỉ có mua thêm mà thôi. Thế cho nên là chúng ta thấy nó bình thường vì thắng bỏ một số tiền nó rất là nhỏ vào cái việc đó, nhỏ so với cái số tiền thắng có. À, ví dụ mọi cô chú anh chị có 100.000 đô, mình bỏ ra 30.000 đô, mình thấy nó bình thường à, nó chỉ có 30% thôi. Thế nhưng mà mình có 100.000, mình bỏ 90.000 ra thì lúc đấy có phải tâm lý chúng ta bị chi phối bởi các cái hành động mang tính chất như vậy không? Thì cái đấy chính là vấn đề à. Thì kỳ vọng nhiều quá làm cho chúng ta cảm thấy thất vọng nhiều hơn. Sau đó là chúng ta thất vọng nhiều hơn thì chúng ta mất đến dẫn đến cái tự chủ về cảm xúc là không còn. Và cái hành động của chúng ta nó sẽ có ảnh hưởng. Tất nhiên, Shape Moon về mặt bản chất nó vẫn chỉ là một cái dự án meme coin. Đúng ra nó là meme coin đó. Cho nên là cái tỷ lệ rủi ro nó vẫn có. Cho nên là cái việc chúng ta quyết định rời dự án và tiến hành chuyển sang dự án khác là cái điều có thể chấp nhận và hiểu được. Còn tất nhiên là cái ý nghĩa của việc tạo ra kênh Sếp Moon News đây là cập nhật những thông tin mặc định chủ yếu chính là về Sếp Moon và có thể những cái đồng coin khác liên đới, và nó thậm chí có cái giá trị thực tế mà Thắng cảm nhận được thì Thắng chia sẻ trên này. Chứ còn thực tế ra thì tất cả những cái thông tin chia sẻ ở đây chỉ là mang mục đích chia sẻ thông tin chứ không được xem là lời khuyên đầu tư. Đấy, cho nên là các bạn và cô chú anh chị chúng ta nếu như xem cái video này thì chúng ta đừng nên đánh đồng với cái việc là kêu gọi đầu tư, bởi vì Thắng bản chất là nếu có cái giả sử như chúng ta có mua đi chăng nữa thì Thắng cũng không được bất cứ một cái gì từ cái điều đấy có cả. Đấy là cái vấn đề, nó là sự thật. À, rồi thì mình cập nhật một chút những cái thông tin về crypto token Sếp Moon thì chúng ta thấy rằng trong 24 giờ qua có khoảng 7,8 triệu mã thông báo được đốt, một con số thấp đi rồi. Nếu mà nhìn trên cái sự mua bán ở trên này á, trên cái swap exchange của nó thế này thì chúng ta thấy rằng cái lượng mua nó ít hơn khá nhiều so với lượng bán, thậm chí cái lượng bán có những người họ bán 1.600 đô này. À, thì không biết cái người bán này là người ta nhận được lợi nhuận chưa hay là người ta bán thống bán tháo đi để chuyển sang token khác. À, thì mình thấy rằng là cái lượng bán nó vẫn nhiều như vậy thì làm sao mà nó lên được. À, thì bây giờ để mà thu hút các cái con cá voi cá mập thì ta nghĩ là sẽ khó hơn vì nhiều cái thứ. Bây giờ ông phải ra những cái sản phẩm nó thực tế một tí, ví dụ như là ông tạo ra được cái ứng dụng, hay đơn giản hơn là ví dụ như rất là may là nó cũng có mới tích hợp vào cái FCX, FCF là cái WooCommerce tích hợp cái plugin vào trong cái thanh toán. Thực tế thì cũng chưa thấy chứng minh được cái việc này nó khả thi như thế nào. Tất nhiên nó ra mắt rồi, thế nhưng mà người ta có dùng hay không là cái câu chuyện hoàn toàn khác. Cũng giống như chúng ta ra mắt một cái sản phẩm mà người ta không dùng thì cũng coi như là uổng, coi như bỏ thôi. Nên là cái việc đó nó sẽ không làm cho giá có sẽ không tăng lên đâu. Mà cái điều quan trọng là chúng ta cứ chờ đợi thôi. À, thì mình nhìn thấy trên cái giá của Sếp Moon Stats đấy, thì nó đang để giá là 0.0038. Thì với cái swap invo là đếm ngưỡng 32 rồi và chúng ta đã tiêu đến 2.117 cái đồng BNB rồi đó, không phải là ít. À, chúng ta cũng cập nhật một số những cái thông tin về phí triển khai, về phí đốt và tổng cung. Thì mình sẽ thấy là nếu như giao dịch thấp thì cái tổng cung nó cũng không đốt được nhiều. À, thì so với các cái đồng token khác nó đốt bỏ thì nó ít hơn. Bởi vì cơ chế đốt là cơ chế đốt tự động. Chứ bây giờ muốn đốt theo kiểu là manual, tức là đốt bằng tay ấy, thì sẽ phải có cái lượng cộng đồng lớn. À, mặc dù chúng ta thấy rằng là Sếp Moon trên Twitter nó có rất nhiều lượng follower, nhưng tuy nhiên là cái lượng follower còn mặn mà thì Thắng nghĩ không biết có còn nhiều không. Thế nhưng mà ở bên các cái nước châu Âu thì họ vẫn rất có cái niềm tin vào cái dự án này, bởi vì họ có cái tầm nhìn nó khác một chút so với chúng ta. Thì cái đấy là cái sự thật. Rồi cập nhật một số những cái tin tức khác trên Sếp Moon đi, thì đó là về cái trên Sếp Moon Education này. Đó thì trên Sếp Moon Education họ cũng có cập nhật một số tin tức về cái việc cái sản phẩm nó sẽ tên là Orbital, tên gì ta tự nhiên quên đó. Orbital Shield đây, tên sản phẩm đây. Thì sản phẩm này đọc cái tên thì chúng ta thấy rằng nó sẽ liên quan đến vấn đề bảo mật Shield, là lá chắn. À, thì nó sẽ được cập nhật ở trên Sếp Moon Wallet. Thì một số cô chú anh chị cũng có phân vân là cái việc Sếp Moon Wallet này nó có cái giá trị gì không, thì Thắng nghĩ là nó vẫn có giá trị của nó, bởi vì nó sẽ là cái cầu nối kết nối giữa cái ví Sếp Moon
và cái thẻ Simon card à, thì đó là cái sự thật, nó bắt buộc phải như vậy. Nó giống như kiểu là crypto.com, họ có cái thẻ nó cũng sẽ có một cái ứng dụng crypto.com để nó quản lý cái thẻ đó, và nó sẽ lấy cái tiền từ từ cái tài khoản của chúng ta để nó chi tiêu trong cái việc sắm mua sắm. Thì nó sẽ ra một cái sản phẩm beta sẽ diễn ra trong thời gian thích hợp à, thì nó sẽ có cập nhật sớm trong tương lai à. Rồi thì Sếp nó cũng Sếp John Gary cũng có nói rồi là ngay từ đầu tôi đã quyết tâm thành lập Sếp trước hết là với tư cách là một công ty công nghệ này. Công ty công nghệ bảo mật của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu, có bất cứ sản phẩm dịch vụ nào mà chúng tôi muốn đưa ra vào cuộc sống nó vẫn là một cái trụ cột để Sếp phát triển. Rõ ràng là chúng ta đang nhìn Sếp ở một góc độ là một cái dự án để chúng ta đầu tư, và nếu mà chúng ta không thấy nó có cái đạt được cái kỳ vọng thì chúng ta thất vọng. Nó là cái điều mà rất nhiều người đang nhìn như vậy. Tuy nhiên á, thì theo cái góc nhìn của John Gary nó cũng có cái sự khác biệt. Và Thắng thì thực ra bản chất Thắng cũng đại diện cho các cái Sếp Army thôi, tức là kỳ vọng của Thắng vào Sếp cũng có đấy. Nhưng mà khi mà nhìn đi nhìn lại thì rõ ràng ở thời điểm hiện tại là cái thay vì chúng ta kỳ vọng nhanh thì chúng ta nên kỳ vọng nó ở tương lai dài hạn thì nó sẽ tốt hơn. Nó là như vậy. Một số những cái tin tức cập nhật khác thì họ cũng không nói quá nhiều vào sếp môn lắm, nó cũng chỉ tập trung mang tính chất là về bảo mật này, rồi phản hồi cộng đồng này, rồi nó cũng có nói về phí gas này. Tóm lại là không tin tức về sếp môn trong thời điểm hiện tại thì thực tế họ dò ra nhất rất là nhỏ giọt, nó cũng không có nhiều, thậm chí có những cái hình rất là chôn rất là vui như này. Tóm lại là chưa có bản chính đâu, vẫn phải chờ đợi thôi. Rồi thì mình cũng có lướt qua chút về trên Reddit đi xem có cái gì để chúng ta cập nhật hay không. Hy vọng là có những cái tin tốt, nhưng nói chung là ở đây chúng ta vẫn chưa thấy gì nhiều cả à. Rồi thì đấy là một số cái tin tức cập nhật về Sếp. Để chuyển qua một chút những cái tin tức cập nhật về Bitget thì chúng ta thấy rằng là Bitget nó đang được vote trong một trong ba cái đồng token nó sẽ được lên trên sàn Bybit. Thì Bybit là một sàn khá là nổi tiếng và có hơn 2 triệu follower trên Twitter. Thì sàn này được list trên này thì nó cũng không có kém nhiều giá trị so với các cái sàn nổi tiếng khác đâu. Thì bây giờ Bitget nó đang kêu gọi tất cả chúng ta là vote cho nó, nhưng mà cái quá trình vote thằng thấy nó khá phức tạp và mất thời gian. Thì mình có thể vote cũng được, không vote cũng được, không sao cả. Mình không vote thì người khác họ cũng vote thôi. Đó, thì cái việc listing token Bitget lên trên đây là thực sự là một cái gì đó, nó token price nó là một cái gì đó khá là hay, và chúng ta kỳ vọng nếu như nó được list trên này thì cái giá của Bitget nó sẽ tăng khá nhiều và đạt được cái mục tiêu thực tế của nó thôi là 5 số 0 và 25 đằng sau à, rất là tuyệt vời. Hy vọng cái điều này nó xảy ra. Thì kiểm tra qua về cái việc đốt token của bọn Bitget này xem thì mình có thể thấy là cái lượng đốt của nó khá là đều đặn à. Đây nó cũng có thống kê là cứ một tiếng nó đốt được khoảng, vừa rồi một tiếng trước nó đốt được 300 triệu, một ngày nó đốt được khoảng 24 tỷ à, ok 300.000 chứ, 361.000 chứ, một ngày nó đốt khoảng tầm 24 triệu à, một tuần đốt khoảng 3 tỷ à, cũng bắt đầu có dấu hiệu chững lại một chút rồi. Rồi thì những cái video tiếp theo Thắng có cái thông tin gì mới sẽ gửi tới cô chú anh chị và các bạn. Video tạm thời xin được dừng tại đây. Thì hy vọng gặp lại mọi người vào video tiếp theo nha. Xin chào.